Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Đô Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của chị Tuyết Ngân ở Cù Lao Quế Thiện, Vũng Liêm, Vĩnh Long ha, với cô chú anh chị. Giao lưu hôm nay thì chị Tuyết Ngân cũng có một số giống mai với lại là số cây già mùa để vừa lấy bo nhân giống mà cũng vừa chơi Tết luôn cô chú anh chị ha. Dạ, em xin phép được vô clip luôn ạ. Dạ, xin chào bà chủ ơi. Dạ, em chào chị, em xin chào cô chú anh chị đang xem kênh ha. Hôm nay em quay trở lại kênh, em có một lô siêu mình lại để giao lưu với cô chú anh chị ha. Rồi mong cô chú anh chị ủng hộ em nha. Rồi mã số đầu tiên là mã số 1T hả cô chú? Dạ, mã số 1T. Thôi, mã số N1 đi cho dễ nha cô chú. N1 nha cô chú anh chị. Siêu bông mình lại, cái này mình ghép được nhiều bo lắm rồi. Cái này dạng đế nơm hả cô chú? Ghép nhất bôi mai thân lắc của đế nơm đế luôn ạ. Và nó tại điểm này là 14 ha. Nhưng cái vệ đế của nó là 45. Tán ngang nó là 65. Chiều cao nó là 70 ha cô chú. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 3 ha cô chú. Em bao xếp toàn quốc hết ha. Dạ, 1 triệu 3. Vừa có bo nhân giống ghét là vừa chơi coi quá luôn á cô chú anh chị. Thân lắc đế nơm luôn nha. Rồi tiếp theo mã số N2 hết cô chú. À, cái này phơm lùng lực nha cô chú anh chị, này cái tán nó rộng lắm luôn cô chú anh chị. Cái này không một hai ba sáu sáu bò, cái này ghép được sáu bò cô chú. Sáu bò, cái này lên da lương hết trơn rồi mình lấy bo nhân giống đất liền luôn cô chú anh chị. Đấy nôm nôm luôn nha. Rồi em sẽ số đo luôn ạ. Cái này hoành nó 19 ha cô chú. Đây, nguyên cái này em đo luôn ha. Nguyên cái này là 53. Tán ngang nó 67. Chiều cao nó 51 ha cô chú. Rồi, cái này em cũng giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 3 ha cô chú. Dạ, 1 triệu 300 ngàn. Cái này lấy được cả trăm ngoài bo luôn á quý cô chú. Nhiều bo lắm ha cô chú. Rồi, mã số 3. Dạ rồi, mã số N3 ha cô chú. N3. Em này thân lắc lượng nhìn có duyên lắm nha cô chú anh chị, phơm này dáng lông luôn ha cô chú. Tay này tàn ấm tàn luôn cô chú anh chị. 3 5 6 bo thân và tàn ấm luôn nha cô chú. À xin lỗi, 7 bo, cái dưới này bo đó. Rồi em xin số đo luôn nha. À, hoành nó 17 ha cô chú. Tán ngang nó là 72. Chiều cao nó là 75. À, cái này em cũng giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 3 ha cô chú. Em bao xếp toàn quốc hết nha cô chú. Dạ, 1 triệu 300 nghìn. Thân lắc lượng nhìn duyên dáng lắm ha cô chú anh chị. Này cái tàn nhìn đẹp lắm ha cô chú, nhà ở ngoài nhìn mê lắm ha. Rồi, tiếp theo mã số 4, N4 ha cô chú. N4. Rồi, em này tầm trung nhỏ gọn mà thân lắc lượng lắm cô chú anh chị ha. Ủa, bữa nay siêu bông mình lại không ha? Dạ đúng rồi, hôm nay có một lô siêu mình lại không ha. Dạ, cô chú. Cái này ghép nhiều chọt ghép lắm ha. Chọt ghép nó bằng tay út em hết rồi ha. Thân lắc tế nôm luôn nha. Dạ, em xin số đo 3 dòng nè. Em đo tại điểm này là 15 ha. Này cũng đo này không? Bo lui. Nhìn cái này, đế nôm của nó là 41. Cái này tán ngang là 63. Chiều cao quá là 45. Rồi, cái này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 100 ngàn ha. 1 triệu 1 ha cô chú. 1 triệu 1, một cây siêu bông mình lại. Nên mình lấy ra hai chậu đẹp một xíu nữa là để với bàn chơi ok cái này làm bonsai luôn ha cô chú. Rồi, tiếp theo mã số 5, N5 ha cô chú. N5. Cái này lấy bo cũng được khá nhiều quá cô chú anh chị, mình nghĩ bò cô chú. Thân thì nó lắc nha cô chú, chị đế cũng gom đế lắm luôn rồi. Cái này em ghép được 4 tháng hết rồi đó cô chú, 4 tháng hơn rồi đó. Chưa có kịp thôi nôi mà có mấy cái nút nụ kim. Có nút nụ kim hết rồi đó cô chú. Rồi.
Vành em ra thời điểm này nó là 15 ha. Tháng ngang là 62. Chiều cao là 53 ha cô chú. Rồi cái nệm giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu đồng ha cô chú. Em bao ship toàn quốc hết ha. Dạ, 1 triệu trắng luôn. 6N. Dạ, số 6N. Lùng liền, cái này có đích bự rồi cô chú. Này có cái đích chà bá ha cô chú. Cái này thì mình ghép cũng được 2, 4, 5 bo nha mấy cô chú. Cái này quanh nó là 17 ha cô chú. Em đo cái đít này. Đây là 27 ha cô chú. Cái này tán ngang là 60. Chiều cao là 52 ha cô chú. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị là 1.200.000 đồng ha. Dạ 1.200.000 là có một cây xương bông bình lại cho cô chú chị mình lấy bo luôn ha. Cái này lấy bo hay đi để bàn để chơi bonsai gì cũng ok hết cô chú. Rồi mã số tiếp theo N7 hết cô chú. Lùng liền tàn ấm tàn, cái này lấy bo được nhiều lắm cô chú chị. Cái này có bộ đế hay quái quái nè cô chú. Dạ. Đây là mấy chọc ghép bằng ngón tay cái em hết rồi đó. Ủa ngón tay út chứ. 5 bo sẽ vẫn 5 bo nha cô chú. Quanh nó là 17 ha cô chú. Nhưng cái đế nó là 45. Tán ngang là 67. Và chiều cao là 46 ha cô chú. Và cái nệm giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 2 ha cô chú. Dạ 1.200.000, mã số N7. Nệm bao ship toàn quốc hết ha cô chú. 8N8 ha cô chú. N8 cây dáng trực nở hậu nha cô chú anh chị ha. Cái này mình ghép nhiều chọt ghép lắm cô chú anh chị. Tàn ấm tàn luôn ạ. Rồi em sẽ xếp đôi đây nha. Hoành nó là 18 ha cô chú. Dạ. Cây này tán ngang nó là 71. Chiều cao nó cũng 71 luôn ha cô chú. Rồi, cái này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 2 ha cô chú. 1.200.000. N9 ha cô chú. Rồi N9. Em này cũng lắc lượng điệu đà lắm nha cô chú anh chị. Đế có đế luôn nha. Có đế tàn ấm luôn hết ha, tàn đều hết ha cô chú. Cái nhánh này có một số nút lụa kim nữa nè cô chú anh chị. Đa số máy này cũng có nút đục kim hết ạ. Hoành nó 18. Tán ngang là 61. Chiều cao là cũng là 51 hết cô chú. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị 1 triệu 2 hết cô chú. Rồi số N10 này đi cặp với N8 luôn được hả cô chú? Cũng dán trực nở hậu luôn cô chú, chị đế có đế luôn nha. Rồi em xin số đo luôn nha. Hoành nó là 19 hả cô chú? Dạ. Tán ngang là 81. Chiều cao là 70 ha cô chú. Và cái nệm giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 2 ha cô chú. Dạ. Cái này rất nhiều bo lắm đó, cô chú anh chị đang đi chiều nách quá trời luôn ha. 1.200.000. Dạ. Mã số N11. N11. Cái này cũng thân lắc lượng ha cô chú. Cái này đang đi cực mạnh lắm đó cô chú. Ghép nhiều bo luôn nha. Cái co này cũng lắc lắm luôn á. 7 bo. Dạ, đế cũng hơi nôm nôm mà nó gom màu đế nha cô chú. Dạ, em xin số đầu đây nha. Cái này hoành nó là 17. Dạ. Tán ngang là 70.
chiều cao là 61 hết cô chú. Rồi, cây này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 2 hết cô chú. 1 triệu 2 trăm ngàn. Số 10 12 12 số N12 hết cô chú. Cái này phơn tàn dù nhưng mà cái đường thân nó khéo lắm nha mấy cô chú anh chị. Đường này nhà mà nhìn mê lắm ha cô chú. Tàn cũng đều luôn ha. Ấm tàn luôn nha. Ở đây có một tục gừng nha mấy cô chú anh chị. Rồi đường thân thì lắc rồi. Cái này nhiều bo hết. Ở đây nó cũng có nhánh tục gừng này nè mấy cô chú anh chị. Cái này hoành nó 18 ha. Tán ngang nó là 82. Chiều cao nó là 76 ha cô chú. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 3 ha cô chú. Em bao ship hết ha cô chú. Dạ 1 triệu 300 nghìn. Mà số N12. Cây này không lấy thì tiếc lắm cô chú ơi. Cũ bụng cho bá dữ luôn. Rồi em đợi luôn nha. Cô chú. N13. Rồi. Cây này cũng ghép được nhiều bo lắm nha cô chú anh chị, ghép đi trồng ghép ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 á, ủa 7 chứ. Ủa nhiều lắm nha, bên đây nữa nè. Đếm nhiều bo là 1 triệu ra. Rồi cây này cũng có đế nở nữa nha quý cô chú. Rồi em xuống tới đâu nữa nha. Vành em đo tại điểm này nó là 17 hết cô chú. Tháng ngang là 62. Chiều cao là 64. Rồi, cây này em giao lưu cô chú anh chị là 950 ha cô chú. 950. Này về lấy bo là bao phê. Rồi, mã số N14 ha cô chú. N14. Ok, dáng thân lắc lượng luôn ha. Ghép nhiều chột ghép tàn ấm luôn ạ. Đấy cũng khá nha cô chú. Rồi, mình sẽ xin số đo luôn ha. Quành là 18 á cô chú. Cây này tán ngang là 73. Chiều cao nó là 67. Rồi, cây này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 3 á cô chú. Dạ, 1 triệu 3. Tiếp theo mã số N15. Rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bo nha mấy cô chú. Rồi, em xin xin lỗi nha. Rồi, đẹp. Rồi, em đo ngay điểm này cô chú. Là 15 ha cô chú. Để em đo ngay. Đây, nguyên cái bộ đế của nó là 45 ha. Tháng ngang là 71. Thì chiều cao đó là 59 hết cô chú. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 1 hết cô chú. Dạ, 1 triệu 100 nghìn. Theo cái mã số N16 hả cô chú. Rồi N16 em thì cũng lắc lượng nó như phơm tàn dù nha cô chú. Cái này mình chỉ ghép có 4 co thôi mà tàn êm ấm luôn cô chú. Nó có nút lũ hết rồi đúng không cô chú. Nút lũ kêu nó có. Nó phúng tượng mạnh quá trời. Đế là nó gom thử đế nha cô chú chị ha. Giờ em xin số đo luôn ạ. Cái hoành nó là 15 ha. Cái này tán ngang nó là 59. Chiều cao là 67. Rồi, cái này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 1 ha cô chú. Dạ 1 triệu 100 nghìn. Thêm mã số N17 ha cô chú. Cái này thân cũng lắc lượng luôn hát cô chú. Cái này mình ghép cũng được 2, 3, 4, 5 bò đó đúng không cô chú. Rồi đế cũng có đế thân lắc luôn ha. Rồi em sẽ số đo đo dòng luôn cho chú em. Này hoành nó là 18. Tháng ngang nó là 55. Chiều cao là 59 đó cô chú. Rồi, cái này em giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 1 luôn ha cô chú. Em bao ship toàn quốc hết ha cô chú. Rồi, cây này cũng là cây cuối clip của em ha cô chú. Rồi cô chú xem hết clip và ủng hộ cho em nha. Và liên hệ giúp em qua số điện thoại là 037
743 5983 hay không chú? Dạ em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ em xin chào chúc chúc nhất tại đây luôn ạ. Chúc chú anh chị mình chọn được cây ưng ý ha.